Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ngân hàng SHB chi nhánh Ninh Bình vừa tổ chức chương trình Cùng Thanh niên Vui Tết Sum Vầy 2021 cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn may Niên Sinh, khu công nghiệp Khánh Phú. Ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà tổng trị giá 35 triệu đồng cho công nhân công ty. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ Ninh Bình, thể hiện tình cảm và trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, giúp họ vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn hội. Thực hiện cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp này tỉnh đoàn Ninh Bình sẽ trao 430 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trong toàn tỉnh, góp phần giúp mọi người được đón Tết đầm ấm, vui tươi.